Dạ vâng, cửa hàng cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Thì cũng một thời gian khá dài rồi đấy ạ, thì em cũng không có lên một cái video nào mà lên một lô luôn. Hôm nay thì em mới nhà em đây đang hiện tại là đang có 5 cây cưa xích hệ ST024 đó, nên là quay luôn trực tiếp cho các bác, để cho các bác nào mà dạo thời gian gần đây thì rất nhiều là các bác hay hỏi em là về hệ này đó, thì cũng rất là nhiều máy nên là không thể giới thiệu cho các bác hết được. Thì hôm nay có một cái video cụ thể thì em quay một lô luôn, thì các bác nào mà đang cần hệ này thì có thể xem video của em cũng như là để tham khảo đó. Hôm nay là tổng cộng có 5 cây, bác xem con nào ưng ý nhất vừa tầm mắt mình đó. Là em đã báo giá từng con ở đây rồi nhá, đã báo giá hết ở đây rồi đấy ạ. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi. Đấy, các bác nào chốt con nào hoặc là muốn tham khảo thêm con nào thì liên hệ trực tiếp qua em hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Thì em sẽ tư vấn cũng như là cho các bác tham khảo đó, cũng như là để đặt hàng. Các bác liên hệ qua cho em thì em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhá. Đó, thì quay lại chủ đề chính hôm nay, thì em cửa hàng chúng em lại về thêm được mấy cây 024. Hệ này là 42cc các bác nhá. 42cc, con này thì có thể kéo được khoảng tầm 5-6 đổ về. Đó, 5-6 đổ về. Các bác nào mà đang có nhu cầu mà sử dụng phân khúc tầm như thế. Con này thì lớn thì cũng phải là lớn đâu ạ. Mà nhỏ cũng không phải nhỏ, là tầm khúc nằm ở phần tầm trung đó, tầm trung về các bác nào mà khai thác mà các bác nào mà có nhu cầu sử dụng tầm khoảng 5-6 đổ về là vô tư rồi, thì lựa chọn mấy dòng sản phẩm này là quá là ok rồi, xuất sắc rồi các bác nhé. Hệ Estin có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi, cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không các bác. Đó, hôm nay thì em có một lô tổng cộng 5 cây đây đó, về cho các bác nào mà tham khảo qua. Em đánh dấu ký tự rồi, hôm nay là lên lô 01 02 03 04 05. Đó, đánh dấu từng ký tự một. Đó, đây là lên lô 0 các bác nhá. Lô O, O. Đấy, thì các bác nào ví dụ các bác chốt con 01 chẳng hạn đúng không? Con này là giá bên em là 5,6 triệu, miễn phí ship, và giá của bên em đã công khai toàn bộ trên này là hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Đã bao cho các bác phí ship toàn quốc, và được kèm bên em và bộ phụ kiện gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, nên là các bác hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng số tiền máy em đã ghi ở trên máy rồi. Đó, thì các bác nào liên hệ qua cho em. Và khi các bác đặt hàng của bên em thì các bác lưu ý là các bác xem kỹ video của bên em nhé. Em sẽ trên video thì em sẽ nói chi tiết từng con một. Đó, tình trạng máy ra làm sao, nó như thế nào. Đấy, thì các bác được thì các bác đặt hàng của bên em. Và khi các bác đặt hàng của bên em thì các bác vui lòng cọc giúp em trước 200 ngàn các bác nhé. Cọc giúp em trước 200 ngàn, còn lại tiền máy hàng cứ tới các bác kiểm tra thanh toán thì em sẽ trừ tiền cọc đó vào máy cho các bác. Nếu các bác cọc của em 200 ngàn đúng không, thì con này thì hàng tới các bác chỉ cần thanh toán thêm 5,4 triệu nữa thôi. Đấy, nên là các bác vui lòng cọc giúp em trước nhé, còn bên cửa hàng chúng em thì chỉ nhận khách cọc thôi. Đấy, nên là các bác nào mà cảm thấy được ok thì liên hệ qua cho em để đặt hàng đó. Bên em đảm bảo, bên em thì uy tín là chủ yếu, chứ không bảo là 100-200 ngàn là lấy cọc của bác rồi mất luôn thì bên em không có đâu à. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về bên em nhé. Đó, rất là nhiều khách đã đặt hàng của bên em rồi. Đó, rất là nhiều khách đã đặt hàng của bên em rồi mà đều cọc cả. Nên là các bác nào mà đang có về lăn tăn hoặc là về sợ là cọc nó sẽ bị mất mất cọc cũng như là ấy, thì làm gì có ai mà đá đổ chén cơm của mình đâu đúng không ạ. Đấy, nên là 100-200 ngàn nó không đáng là gì cả đâu ạ. Đó, thì để cho có uy tín và tin tưởng nhất, nên là các bác nhận hàng, khi các bác đặt hàng của bên em là cọc cái này để gọi như là có niềm tin, có cái động lực để cho các bác hàng tới các bác nhận hàng. Chứ nhiều các bác không cọc rồi lên xem video cho vui, rồi lúc mà tới nhận hàng lại không muốn nhận nữa, thì bên em lại bị hoàn về, thì coi như là em lỗ luôn cái máy. Nên là cửa hàng chúng em đã bị rất là nhiều tình trạng như thế rồi. Đấy, nên là các bác vui lòng thông cảm, rất là thông cảm cho em bên em các bác nhé. Đó, thì bây giờ thì cửa hàng chúng em con
01 đây, đầu tiên là một con cái cưa xích 024 này. Máy móc cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Đó. À, em sẽ báo là con này là phần ốp lam của hệ 024 là bằng nhựa các bác nhá. Lốc là lốc nhôm. Con này đó là lốc nhôm. Đấy. Có bình xăng nhựa, vỏ nhựa. Đó, con này ốp là ốp kim loại nhá. Em không biết là nó bằng nhôm hay bằng gang hay là bằng gì nữa, nhưng mà bằng kim loại. Đó, cây lam cực kỳ đẹp rồi. Con này là lam 45 phân, lam 50 phân nhá, mặt cắt được 45 phân. Đó, lam chuẩn made in Germany, hàng này dòng là bãi Đức. Đó, lên 2 ốc lam. Và giá con này thì em bán với giá là 5.600.000. Dòng này trong lô 5 cây là con này là đẹp nhất đấy các bác ạ. Các bác nào ưng ý được thì các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng. Đó, một con 024AV. Tiếp đến một con cũng 024 này. Con này tình trạng cũng cực kỳ xuất sắc các bác nhé. Đó, cũng tình trạng như thế thôi, chụp giật là chụp giật vỏ nhựa. Đó, lốc nhôm. Nhưng mà con này thì lại ốp lam, nó là ốp lam nhựa các bác nhé. Ốp lam nhựa. Đấy, nói chung là về nhà sản xuất thì cũng đã tính toán hết rồi. Cái vỏ này thì cũng không dễ mà hỏng đâu ạ. Những cái hệ như 023, 021, 180, 170 thì người ta vẫn là ốp nhựa như thế này các bác nhá. Đó, con này thì em để với giá là 5.400.000. Lam này là lam của nó là mặt cắt 40 phân các bác nhá. Mặt cắt 40 phân. Đó, 02. Đó, quay trực tiếp cho các bác xem. Đó, vỏ nhựa các bác nhá. Con này là vỏ nhựa. Tại vì em nhập về nó theo máy như thế nào thì em để yên tình trạng như thế rồi em bán cho các bác. Đó, nên là không có cái gì mà bảo là thay thế hay là làm gì cả. Đó, tiếp đến con 03. 03 này, tình trạng con này bị nứt một tí xíu ở đây, nhưng mà em đã hàn cũng như là gắn keo rồi. Tại vì cái vỏ này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Tại vì cái này nó do hàng cũ ấy, đôi khi về có va chạm rồi ấy thì nó bị nứt ở đây rồi, thì em cũng đã tân trang lại rồi. Đó, còn tình trạng máy thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Vì mỗi phần đây thì em cũng báo giá rõ cho các bác. Thế Estin Made in Germany. Đó, Estin 024, con này thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Nhìn nó xuất sắc không ạ? Đó, 2 ốc lam. Lam của nó là lam mặt cắt được 40 phân luôn các bác nhé. Đó, con này em cũng để giá. Con này ốp của nó là ốp kim loại này, không phải như con 02 là ốp nhựa nhá. 5.400.000. Đó, bằng giá với con 02. À, bị ấy ở đây, nhưng mà em đã tân trang lại rồi các bác nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, không có về bị sao, mà cái này thì nói chung là nó chỉ cũng để đẹp thôi chứ còn nó cũng chả có ảnh hưởng gì đâu à. Đó, còn có tiếp con 04. Đây, 04 một con. Lam của nó là 45 phân, mặt cắt được 45 phân các bác nhá. 5.500.000. Đó, 024. Chụp giật vẫn là bằng nhựa. Đó, ốp lam kim loại. Đây, ốp lam kim loại. Con này thì tích hợp 1 ốc lam. Các bác nào có nhu cầu lên 2 ốc lam thì các bác, ví dụ các bác chốt con này mà các bác muốn có nhu cầu lên 2 ốc lam thì liên hệ qua cho em. Thì em sẽ lên 2 ốc lam cho các bác. Còn zin theo máy nó là 1 ốc lam các bác nhá. Con này thì zin theo máy nó mới chỉ là 1 ốc lam thôi, chưa lên 2 ốc lam. Thì các bác nào mà muốn nhu cầu lên 2 ốc lam thì em vẫn có thể lên được. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Các bác cứ việc xem máy đẹp. Đó, tình trạng máy xuất sắc, các bác đặt hàng. Còn cái này thì em có thể làm được. Đấy, 04 giá 5.500.000. Rồi, và tiếp là con 05. Con này thì đời cao này, có xả áp các bác nhá. Con này đời cao có xả áp này, xả áp ở bên trên. Đó, cái tác dụng xả áp này là gì ạ? Là giúp cho mình giật nhẹ nhàng hơn. Đó, hoặc là các bác nào mà không muốn giật nặng ấy thì bật cái xả áp này lên thì giật thì rất là nhẹ nhá. Đó, nó có cái phần tem như thế này ở đây thì không biết là kiểu gì mà nó đã mất rồi. Tại vì hàng bãi mà nhập về thì tình trạng như thế nào thì em cũng để yên như thế thôi. Đó,
Cái này là sơn bị chóc. Đó, nhưng mà không có bị làm sao cả các bác nhá. Các bác nào không quan trọng ngoại hình thì lựa chọn một con này. Con này thì đời cao có xả áp cho các bác. Giá 5 triệu 5 các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng cực kỳ xuất sắc rồi. Các bác nhìn qua thấy có đẹp không ạ? Đó. Riêng trong lô 5 con thì có con 05 này là đời cao nhất. Tại vì đời có xả áp là đời cao nhất rồi. Đó, đời cao nhất của hệ 024 các bác nhá. Ừ. Đấy. Giá 5 triệu 5 và tổng cộng vừa rồi thì em cũng đã báo giá hết rồi. Con 05 là lam của nó là 40 phân nhá. 05 lam 40 phân. Mặt cắt được 40 phân, lam dài 45 phân, mặt cắt được 40. Con 04 mặt cắt được 45 phân, lam dài 50 phân. Con 03 mặt cắt được 40 phân, lam dài 45 phân. Con 02 mặt cắt được 40 phân, lam dài 45 phân. Con 01 mặt cắt được lam dài 50 phân, mặt cắt được 45 phân. Đó, tổng cộng là em cũng đã báo giá chi tiết rồi các bác nhá. Các bác xem video của em ưng ý thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929, cũng như kết bạn qua Zalo cho em để tham khảo cũng như để đặt hàng. Rồi, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ từng con một cho các bác tham khảo qua tiếng máy các bác nhá. Rồi, con 01 các bác nhá. Bao cho các bác là chưa bung chạm máy móc gì cả. Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chuẩn nhập từ từ bên Nhật về luôn các bác nhá, chứ chưa có một chủ nào ở Việt Nam sử dụng. Rồi, tiếp đến là con 02 các bác nhá. Cho các bác nghe tiếng máy của nó sẽ như thế nào. Thì cũng đảm bảo cho bác nguyên zin nguyên đai nguyên kiện các bác nhé, nòng hơi thì cứng cáp nguyên. Đó, giá 5,4 triệu miễn phí ship. Tiếp đến con 03 các bác nhé. Con này thì liên hệ qua xe. Dạ vâng, tiếp đến là con 04 các bác nhá. Em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Dạ vâng, tiếp đến là cuối cùng nhá, là con 05 các bác, giá 5,5 triệu. Con này thì đời cao có xả áp. Đó, đây thì em sẽ hướng dẫn cho các bác nào mà chưa biết sử dụng luôn nhá. Thì các bác nào mà xem video mà ưng ý con này thì sẽ em hướng dẫn luôn cho các bác cái xả áp này nó có cục dụng như thế nào. Đấy. Cái đầu tiên thì các bác bấm nó xuống này. Bấm nó xuống thì giật nó giống như kiểu là một cái máy nó có trợ lực thôi. Đó, giật hơi này, nó cứ xì thế vậy. Giật rất là nhẹ nha các bác nhá. Phụ nữ cũng có thể giật được luôn. Khi mà nổ ấy thì sẽ hơi nó sẽ ở trong nòng sẽ tự đẩy cái này lên. Đó là sẽ nổ bình thường. Còn để yên thì không cần bấm thì giật thì cũng sẽ nổ được thôi, nhưng mà nó sẽ hơi nặng. Đó. Thì cũng tùy theo nhu cầu của các bác sử dụng. Các bác nào mà sức khỏe rồi thì
giật cái là nó cũng sẽ nổ thôi, nó không cần phải sử dụng cái này cả. Còn các bác nào mà muốn nhẹ nhàng thì bấm cái đấy là giật nó sẽ rất là nhẹ. Đó, đời cao thì nó sẽ có những cái xả áp như thế, còn những mấy cái dòng đời thấp như con 01, 02, 03, 04 thì nó sẽ không có các bác nhé. Đó, mà giá thì em sẽ để con này luôn là 5,5 triệu, miễn phí ship. Các bác nào ưng ý hoặc là đặt con này thì có thể nhấc máy lên liên hệ vào trực tiếp của em. Đó, vâng, cuối video của bên em thì đó là tổng cộng 5 con, cũng báo giá cho các bác từng con một rồi. Tình trạng máy như thế nào cũng báo từng chi tiết một. Đó, máy cũng em cũng đã test nổ rồi. Thì các bác nào mà ưng ý con nào đó, thì liên hệ qua trang là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em thì em cũng xài Zalo số đó luôn. Thì em sẽ tư vấn nhiệt tình cũng như là các bác liên hệ lại qua cho em, để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Thì em sẽ ship code toàn quốc cho các bác, ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, tình trạng máy trên video như thế nào, nếu các bác chốt con này thì em sẽ gửi đúng con này cho các bác. Đó, không sai một ly gì cả. Nên là các bác đảm bảo bên em là làm ơn uy tín chất lượng là chủ yếu. Nên là các bác hoàn toàn tin tưởng bên em các bác nhé. Rồi, em chào các bác. Hẹn các bác ở video sau.